Sir Alex Ferguson được biết đến là nhà cầm quân vĩ đại nhất ở đấu trường Premier League. Cũng bởi thế mà nghiễm nhiên những lời sấm truyền của ông chính là chân lý của môn thể thao vua ở xứ sương mù. Không ít trong số đó vẫn còn ứng nghiệm cho tới tận ngày hôm nay. Tiêu biểu nhất phải kể đến châm ngôn, cuộc đua đến danh hiệu Premier League chỉ bắt đầu vào tháng 4. Một điều mà có lẽ pháo thủ chưa bao giờ học hỏi được thì phải. Nhưng cũng chính là ngài đã cho rằng Man City chỉ là một câu lạc bộ hèn kém và chẳng bao giờ có thể phất lên được. Man City đây ư, một câu lạc bộ nhỏ bé, sở hữu tâm lý yếu đuối và non nớt. Ai đời suốt ngày phải đi ganh tị với Manchester United. Chẳng nhẽ họ chỉ làm được như thế và rốt cục sẽ chẳng gặt hái được gì từ mấy trò vớ vẩn đó đâu. Sau cùng thì Manchester United và Manchester City cũng chỉ như hai anh em suốt ngày chí chóe trong một nhà. Sự đánh giá thấp đối phương của Sir Alex Ferguson cũng là dễ hiểu, khi mà đúng là giai đoạn đầu mà giới chủ Ả Rập nắm quyền thì Man City đã có nhiều những bước đi sai lầm. Nhưng về sau thì họ cũng đã xây được nền móng vững chắc, luôn xuất hiện trong top 4 đội mạnh nhất của giải đấu này và đặt cột mốc lịch sử với chức vô địch nước Anh lần đầu tiên vào năm 2011. Vấn đề của họ vẫn còn ở đó, đó là thứ bóng đá sẽ trình diễn trên sân cỏ. Roberto Mancini là cái tên đầu tiên được lựa chọn cho kỷ nguyên mới cùng với giới chủ Trung Đông. Sau đó là Manuel Pellegrini đều đã gặt hái được những danh hiệu cho mình. Nhưng thượng tầng của Man City thì đòi hỏi cao hơn thế. Họ cần một người đích thị là có 1-0-2 trong làng túc cầu. Pep Guardiola với thứ bóng đá mỹ miều và một tầm nhìn chiến thuật vượt thời đại của mình đã là cái tên sau cùng được chọn mặt gửi vàng. Ông bắt đầu trở thành một phần của Man City từ đầu mùa giải 2016-2017, cùng với quá nhiều những sự hoài nghi. Ở xứ sương mù thì chính sự tự tôn khiến cho người bản địa lúc nào cũng tự cho mình cái quyền nhếch mép rằng: "Ôi giời, cái ông này làm vương làm tướng ở mấy giải khác mà thôi, thứ về Premier League thì biết nhau ngay." Với Sir Alex Ferguson, tất nhiên ông dành sự tôn trọng cho người đã đánh bại mình tới 2 lần tại Champions League, nhưng sự nghi ngờ thì vẫn còn đó. Ông phát biểu như sau vào năm 2016 với Sky Sports: "Sẽ rất khó để anh ấy tái hiện những gì đã làm ở Barcelona. Rõ ràng Man City đã thực hiện một thương vụ tất tay để có được Pep Guardiola vì anh ấy là một huấn luyện viên xuất sắc. Nhưng Pep sẽ nhận thấy giải đấu này không hề dễ dàng đâu. Bóng đá Anh chưa bao giờ là như vậy. Mọi huấn luyện viên nước ngoài đến Anh Quốc sẽ đều nói với bạn điều đó." Và đúng là trong giai đoạn đầu cầm quân, Man City trong tay của Pep Guardiola đã gặp phải những khó khăn. Mùa giải đầu tiên làm việc tại nước Anh, nửa xanh thành Manchester chỉ có được vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, với khoảng cách kém hơn đội dẫn đầu là Chelsea tới 15 điểm. Bất chấp, đội bóng năm ấy lỗ đến 180 triệu euro trên thị trường chuyển nhượng, tính riêng trong phiên chợ hè, Man City đã thực sự trắng tay trên mọi đấu trường. Ngoài vị trí thứ 3 Premier League thì thành tích vào tới bán kết FA Cup để rồi gục ngã trước Arsenal có lẽ là đáng chú ý hơn cả. Pep Guardiola đem tới xứ sương mù một triết lý bóng đá hoàn toàn khác lạ. Ở cái xứ bảo thủ này thì phong cách luân chuyển trái bóng mà ông mong muốn những học trò của mình thấm nhuần là một điều thật thừa thãi. Bóng đá Anh từ lâu được biết đến với tốc độ, sự trực diện và những tình huống dẫn đến bàn thắng trong khoảnh khắc. Những pha lập công hoàn toàn có thể đến từ những cú tạt cánh đánh đầu cổ điển hay là những pha rocket trái phá từ bên ngoài vòng cấm địa. Chứng kiến Pep Guardiola chơi một thứ bóng đá mới đầu vẫn quá Tây Ban Nha, ngay lập tức thì ông đã nhận về những chỉ trích từ mọi mặt trận truyền thông. Trong mùa giải đầu tiên nắm quyền tại đội chủ sân Etihad, người ta chỉ ra cả mớ vấn đề trong cách vận hành của ông thầy hói này. Đó là sự không phù hợp triết lý của hai thủ thành Claudio Bravo và Joe Hart. Joe Hart thì không biết chơi chân, còn Bravo thì có tỷ lệ cứu thua quá sức thê thảm. Còn David Silva và Sergio Aguero giai đoạn tháng 1 năm 2017 thì bị đánh giá là sáng nắng chiều mưa với đầu ra bàn thắng không đảm bảo. Đến độ mà Pep Guardiola phải tiếp tục yêu cầu thượng tầng rót tiền để đem về Gabriel Jesus trong mùa đông năm ấy. Coi như mùa giải đầu tiên đã thất bại toàn tập, Man City tiếp tục đem về hàng tá những ngôi sao trong phiên chợ đầu mùa 17-18. Họ đem về 4 cầu thủ ở mặt trận phòng ngự, đó là Benjamin Mendy, Kai Walker, Danilo và có cả một thủ thành vô danh là Ederson Moraes. Trong hai kỳ chuyển nhượng, Man City đã bỏ ra gần 300 triệu bảng, thế nhưng các khoản đầu tư thì cho thấy sự xứng đáng đến từng xu. Họ đã giành chức vô địch Premier League với 100 điểm có được và 106 bàn thắng. Đó cũng chính là kỷ lục vô tiền khoáng hậu của Pep Guardiola trong mùa giải thành công đầu tiên của mình tại nước Anh. Tập thể của ông như một cơn cuồng phong không thể cản phá, tiến tới hàng loạt những thắng lợi kinh điển. Và thế là mùa nháp đầu tiên được xí xóa,
ông thầy Hói cùng với tập thể có cho mình thêm cả danh hiệu Carabao trong mùa giải này. Mùa giải thành công bản lề ấy cũng đã mở ra triều đại huy hoàng của Manchester City đã kéo dài hơn nửa thập kỷ cùng với Pep Guardiola. Họ chỉ để cho Liverpool giành được chiếc cúp trong mùa 19-20, còn đâu thì City thó hết không chừa năm nào. Thế là trong 8 mùa giải gần nhất thì Pep Guardiola cùng với các học trò lên ngôi tại Premier League đến 6 lần. Tần suất kiểu này thì chỉ Sir Alex Ferguson trong thời kỳ vàng son cùng với Manchester United mới có thể so bì, từ mùa giải 95-96 cho tới 2002-2003 mà thôi. Đến thành tích 3 năm liên tiếp vô địch nước Anh, Pep Guardiola cũng đã san bằng được với ông già gần. Và bây giờ là 4 năm liên tiếp vô địch ngoại hạng Anh, điều mà ngay cả Sir Alex cũng chưa từng làm được. Chứng kiến Pep Guardiola cùng với Man City đã chạm đến cột mốc 4 danh hiệu Premier League liên tiếp, Sir Alex Ferguson đã phát biểu như sau. Pep Guardiola tới từ Manchester City. Thật đau phải không? Nó thực sự rất đau, nhưng rất xứng đáng. Anh ấy đã tạo ra một đội bóng nâng tầm hàng năm. Việc giành được 4 chức vô địch liên tiếp cho thấy cả một quá trình. Tôi nghĩ màn trình diễn của họ ở phần sau mùa giải thực sự có ý nghĩa. Họ đã tạo ra những màn trình diễn đẳng cấp nhất. Không chỉ có Sir Alex, đến cả thánh mõm Gary Neville cũng buộc lòng phải khen ngợi binh đoàn Man City của Pep. Manchester City quá dễ dàng giành chiến thắng đến mức nhàm chán. Lịch sử của làng Túc Cầu Giáo vẫn sẽ tiếp tục được viết lên. Mỗi mùa giải sẽ có thêm những con người mới với những kỳ tích chưa từng xuất hiện được tạo nên. Sir Alex Ferguson rõ ràng là huấn luyện viên vĩ đại nhất nước Anh với 13 chức vô địch kể từ khi cầm quyền tại nhà hát của những giấc mơ. Không dễ để kỷ lục ấy có thể bị san lấp về số lượng khi mà môn thể thao vua giờ đây chứng kiến sự cạnh tranh thậm chí là còn lớn hơn trước ở xứ sương mù này. Nhưng với 8 năm ngồi vào chiếc ghế nóng tại đội chủ sân Etihad, thứ bóng đá mà Pep Guardiola đem lại, nó chẳng những đẹp mắt lại còn chạm tới sự hoàn hảo trong chiến thuật. Đến nỗi mà những định nghĩa mới như là inverted fullback hay thủ môn chơi chân trong triết lý của ông chưa bao giờ bùng nổ đến như vậy ở giải ngoại hạng như thời điểm này. Pep chính là người đón đầu xu thế, nhưng ông vẫn chưa muốn dừng lại mà thay vào đó vẫn tiếp tục đổi mới mình để giữ vững được vị thế độc tôn trong làng huấn luyện. Sir Alex đã sai lầm về Pep Guardiola, ông thừa nhận điều đó với chính phát biểu của mình. Sự đau đớn mà ông già gân phải chịu không chỉ đến từ sự đánh giá vội vàng của ông về Pep, đó còn là viễn cảnh mà Sir Alex đang phải chứng kiến hàng năm trời khi Man City cứ tha hồ vơ vét những danh hiệu ngoại hạng, khiến cho đế chế United một thời của ông già gần dần chìm sâu vào trong quá khứ. Sir Alex đã chủ quan, ban lãnh đạo quần nửa đỏ cũng đã ngạo mạn, cho đến khi họ buộc phải tham gia vào cuộc chiến kim tiền, để rồi thất bại nối tiếp từng mùa giải. Có lẽ khi ấy thì họ mới ngẫm ra rằng, có tiền là một chuyện, nhưng còn đầu tư ra sao cho hợp lý nữa. Không phải tự dưng mà những tờ giấy bạc tạo nên một triều đại được.